Đại Nghĩa sốc trước cậu bé gốc Việt hát cải lương bằng tiếng Anh. Đại Nghĩa cùng dàn giám khảo trầm trồ trước khả năng sáng tạo của thí sinh Thiên Khôi khi hát cải lương bằng tiếng Anh trong tập 7 Siêu Tài Năng Nhí. Tập 7 của chương trình Siêu Tài Năng Nhí là màn tranh tài của ba thí sinh, Châu Hải Đăng, Lê Hà Ngọc Hiếu và Nguyễn Thiên Khôi. Ba vị giám khảo của tập này gồm Harry Quân, Đại Nghĩa và Quốc Khánh. Bộ ba một phen sửng sốt trước nhiều khả năng đặc biệt của các bé. Riêng thí sinh nhí Nguyễn Thiên Khôi để lại dấu ấn đặc biệt bởi phần thi độc lạ. Vừa chào sân, Nguyễn Thiên Khôi đã gây ấn tượng khi xuất hiện với ngoại hình thư sinh cùng cây đàn guitar. Cậu bé mang hai dòng máu Việt, Nhật tự tin vừa đàn vừa hát ca khúc Đi Dạo bằng tiếng Nhật. Đáng chú ý, phần thi chính của em là hát cải lương. Trong thử thách đầu tiên, Thiên Khôi diện áo dài, sử dụng nhạc cụ song lan và thể hiện ca khúc Thu Hồ. Em gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, tình cảm và kỹ năng biểu diễn, làm chủ sân khấu. Điều này khiến Đại Nghĩa sốc, anh nói, ở độ tuổi của con, thường thì các bạn nhỏ sẽ nghe nhạc thiếu nhi, nhạc sôi động nhưng con lại hoàn toàn khác. Con thích đàn tranh, sáo, đàn kiềm, cả hát cải lương. Ở thử thách thứ hai, Thiên Khôi mang đến tiết mục cải lương mang tên Nguyện Bảo Vệ Quê Hương, giai điệu, duyên kỳ ngộ. Lời Việt, Phước Tường, lời Anh, Hà Thi. Hóa thân thành hình tượng võ tướng, Thiên Khôi đã có màn trình diễn độc đáo và sáng tạo khi hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đại Nghĩa và các giám khảo không khỏi ngỡ ngàng. Cả ba dành lời khen ngợi về tiết mục của siêu nhí. Nam diễn viên đánh giá cao Thiên Khôi không chỉ bởi khả năng hát cải lương mà còn ở tư duy, góc nhìn mới mẻ về bộ môn này. Bên cạnh đó, chương trình còn có hai tài năng nhí nữa là Châu Hải Đăng và Lê Hà Ngọc Hiếu. Trong khi Hải Đăng gây sốt bởi khả năng đọc thành thạo chữ và số khi chỉ mới 2 tuổi rưỡi, thì Ngọc Hiếu lại khoe khả năng đánh bóng bàn để đánh sập bộ rút gỗ. Với sự khéo léo và nhanh nhẹn khi lần lượt vượt qua nhiều thử thách hóc búa, cậu bé Ngọc Hiếu đã hoàn thành phần thi và được Đại Nghĩa gửi tặng 10 triệu đồng để cổ vũ tinh thần. Siêu Tài Năng Nhí được phát sóng vào lúc 20:20, thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.